Khi sự nghiệp hai vợ chồng anh Trần Văn Ngà, sinh năm 1984 và chị Vũ Thị Quyên, sinh năm 1982 đang dần ổn định, anh Ngà quyết định bỏ phố về quê để khởi nghiệp từ đầu năm 2020. Với niềm đam mê đặc biệt với cây cảnh, hai vợ chồng quyết định trồng loại cây chưa ai dám trồng, cây ngũ sắc. Những ngày đầu khởi nghiệp, hai vợ chồng anh Ngà gặp phải sự can ngăn của nhiều người bởi lo ngại hoa ngũ sắc chỉ là một cây dại, không có giá trị kinh tế. Qua thời gian, nhờ sự khéo tay và dày công nghiên cứu cách ghép hoa, anh Nga đã mạnh dạn vay vốn đầu tư đưa cây ngũ sắc ra thị trường. Từ đó khu vườn 1.000m2 của gia đình anh Trần Văn Nga tại phường Đại Nài, thành phố Hà Tĩnh bất ngờ nổi tiếng vì sự độc lạ và khung cảnh giống như vườn cổ tích bởi hàng trăm gốc cây ngũ sắc đua nhau nở. Cây ngũ sắc còn có tên gọi khác là cây bông ổi, cây thơm ổi. Bông hoa có hình cầu với nhiều màu sắc tươi sáng như màu vàng, cam, tím, đỏ hay trắng tinh khôi. Với đặc điểm hoa rực rỡ, nở rộ quanh năm, trồng dễ, ít công chăm sóc, nên thường được trồng làm hàng rào, tiểu cảnh hay tạo cây bonsai. Ngũ sắc được trồng ở nhiều nơi công cộng, sân vườn, công viên. Màu sắc rực rỡ và có thể ra hoa quanh năm, nên cây ngũ sắc có khá nhiều khách hàng ưa chuộng. Những chậu cây ngũ sắc được anh nhà tạo dáng bonsai đang được nhiều dân chơi cây cảnh ưa thích. Trung bình mỗi chậu hoa ngũ sắc có giá từ 500 đến 1 triệu 500 nghìn đồng. Dự kiến Tết năm nay, anh Nga sẽ cho ra thị trường Tết khoảng 300 gốc, thu lời xấp xỉ 200 triệu đồng.